hướng dẫn sử dụng các thiết bị Smart Home có thể tự lắp đặt tại nhà. Thiết bị gồm có camera trong nhà, đèn LED bulb, ổ cắm đơn Wi-Fi, bộ điều khiển hồng ngoại IR Hub. Một camera trong nhà. Kết nối thiết bị. Bước 1. Mở ứng dụng Viettel Home và đăng nhập. Cần đăng ký nếu bạn chưa có tài khoản. Sau khi đăng nhập vào ứng dụng, ấn vào phím cộng để thêm thiết bị. Bước 2. Chọn camera. Camera Viettel HC23. Thêm kết nối bằng Wi-Fi. Bước 3. Bật nguồn thiết bị camera và đảm bảo rằng camera ở chế độ hoạt động. Nếu thiết bị chưa ở chế độ chờ kết nối, tìm khe reset thiết bị. Dùng que chọc SIM reset nhấn và giữ 5 giây cho đến khi camera phát ra âm thanh khôi phục cài đặt gốc, không tắt nguồn điện. Khôi phục cài đặt gốc, không tắt nguồn điện. Khi đèn LED trên camera chuyển sang trạng thái nháy xanh và phát ra âm thanh bắt đầu kết nối nhanh hoặc đang chờ kết nối. Hệ thống năng khởi động. Bắt đầu kết nối nhanh. Bước 4. Nhấn tiếp. Bật định vị điện thoại để điện thoại và camera cùng kết nối vào một mạng Wi-Fi. Mạng Wi-Fi dùng để kết nối camera phải ở băng tần 2.4 GHz, camera không hỗ trợ Wi-Fi băng tần 5 GHz. Nhập mật khẩu của mạng Wi-Fi và nhấn vào tiếp. Bước 5. Tiếp tục nhấn vào tiếp. Thao tác trên điện thoại để lấy QR. Hướng QR của điện thoại vào ống kính của camera. Giữ khoảng cách 25-30cm. Sau khi nghe tiếng bíp và kết nối mạng thành công, vui lòng đặt mật khẩu, tức là cài đặt kết nối của camera đã hoàn thành. Bước 6. Sau khi kết nối thành công, vui lòng nhập mật khẩu và tên camera. Thực hiện xong, nhấn vào tiếp. Bước 7. Màn hình ứng dụng Viettel Home sẽ hiển thị thiết bị camera vừa được thêm vào. Hai đèn LED bulb. Kết nối thiết bị. Bước 1. Mở ứng dụng Viettel Home và đăng nhập. Cần đăng ký nếu bạn chưa có tài khoản. Sau khi đăng nhập vào ứng dụng, chọn tab thiết bị, ấn vào phím cộng để thêm thiết bị. Bước 2. Chọn mục chiếu sáng, chọn bóng đèn LED bulb Viettel Wi-Fi. Bước 3. Bật nguồn thiết bị đèn và đảm bảo đèn đang ở chế độ chờ kết nối. Nếu thiết bị chưa ở chế độ kết nối, thực hiện thao tác khởi động lại như sau. Cắm nguồn điện vào ổ cắm. Nhấn bật tắt thiết bị 5 lần, sau đó đèn nháy sáng liên tục, báo hiệu khởi động lại thiết bị thành công. Bước 4. Với màn hình kết nối, chọn tiếp. Tại màn hình kết nối Wi-Fi, nhập mật khẩu Wi-Fi mà điện thoại đang kết nối tới, chọn tiếp. Bước 5. Chờ thiết bị kết nối, nếu thành công chọn xong. Sau đó điền các thông tin tên thiết bị, chọn phòng, thêm vào yêu thích nếu cần, nhấn xong. Bước 6. Bây giờ, khách hàng có thể thao tác với thiết bị tại mục thiết bị của Viettel Home. Thay đổi màu đèn. Thay đổi nhiệt độ. Bật tắt đèn. Cài đặt kịch bản đèn từng phòng bấm chọn button chế độ HCL. 3 ổ cắm đơn. Kết nối thiết bị. Bước 1. Ở màn hình chính chọn thiết bị, nhấn biểu tượng dấu cộng ở góc trên cùng bên phải. Bước 2. Tại màn hình thêm thiết bị, chọn công tắc và ổ cắm, chọn tiếp ổ cắm điện Viettel Wi-Fi, chuyển sang màn hình reset thiết bị. Bước 3. Đảm bảo thiết bị đang ở chế độ chờ kết nối. Nếu thiết bị chưa ở chế độ kết nối, thực hiện thao tác khởi động lại như sau. Cắm ổ cắm vào nguồn điện. Nhấn giữ nút reset 5 giây đến khi đèn công tắc nhấp nháy. Bước 4. Chọn tiếp để chuyển sang màn hình kết nối Wi-Fi. Tại đây, nhập thông tin Wi-Fi, chọn tiếp, chọn chế độ nháy nhanh. Bước 5. Nếu thiết bị được thêm thành công, chọn xong. Bước 6. Bây giờ, khách hàng có thể thao tác với thiết bị tại mục thiết bị của Viettel Home. 4. Bộ điều khiển hồng ngoại IR Hub. Kết nối thiết bị. Bước 1. Mở ứng dụng Viettel Home và đăng nhập. Cần đăng ký nếu bạn chưa có tài khoản. Sau khi đăng nhập vào ứng dụng, ấn vào phím cộng để thêm thiết bị. Bước 2. Chọn mục bộ điều khiển thông minh, chọn bộ điều khiển hồng ngoại Wi-Fi.
Bước 3. Làm theo hướng dẫn reset thiết bị. Cụ thể, khởi động lại như sau. Cắm nguồn điện cho thiết bị. Đảm bảo điện đã sạc, bấm giữ nút reset 5 giây. Đèn trên thiết bị nháy nhanh. Bước 4. Tại màn hình reset thiết bị, chọn tiếp, chọn Wi-Fi để thực hiện kết nối, chọn chế độ nháy nhanh. Bước 5. Chờ kết nối thành công, điền thông tin, chọn xong. Bước 6. Vào màn hình chi tiết thiết bị, nhấn thêm thiết bị. Chọn thiết bị điều khiển tương ứng. Bước 7. Khởi tạo thiết bị cho hồng ngoại. Bước 8. Khi kết nối thành công, các phím trên điều khiển tương ứng sẽ hiện trên phần điều khiển của app. Bước 9. Bây giờ, khách hàng có thể thực hiện các thao tác kết nối. Sau khi kết nối thành công, các thiết bị điều khiển hiện trên mục hồng ngoại.